Lôi con cậu bé châu Phi xa lạ Có gì mà mê thế Còn được chờ đón ở sân bay như idol Câu trả lời nằm ở loạt điều đặc biệt sau Lôi con về Việt Nam Lôi con hát các đôi nổi sầu Lôi con ăn bánh kem Là những cụm từ tìm kiếm phổ biến trên mạng xã hội những ngày gần đây Bởi lẽ ngày 20 tháng 4 vừa qua Quang Linh Vlog cùng với bố con Lôi con Đã về thăm Việt Nam Sau hành trình dài với nhiều tình huống bất ngờ Lôi con và Quang Linh được fan ra tận sân bay để đón Chẳng khác gì đu idol Lôi con có tên thật là Mativado, 5 tuổi đến từ Angola. Cậu bé này là con trai của Mati Loi, một thành viên team châu Phi. Lôi con đã được Quang Linh Vlog nhận làm con nuôi và đưa về ở cùng ở tiện chăm sóc. Vì vậy, nam youtuber cũng thường cho lôi con lên sóng trong các video, phiên livestream của mình được đông đảo netizen yêu thích. Nhắc đến lôi con, chắc chắn phải nhắc đến những khoảnh khắc để đời, đem đến cho netizen rất nhiều meme me về biểu cảm linh hoạt, hài hước. Mới nhất, khi lần đầu được ăn kem xôi Việt Nam, Lôi con mô tả về độ ngon và độ lạnh của kem, nhưng lại như đang miếu. Khiến netizen thả ha ha muốn lũng màn hình. Chưa hết, cậu bé này còn có hành động đang trend là ngon nhất nách gây thích thú. Hai cách đây không lâu, hình ảnh lôi con mặc áo dài, tay sách hộp quả tết vừa chạy khỏi đàn bò, vừa mếu máu khóc, khiến dân tình phải phì cười. Ngay khi Quang Linh kiểm tra vở bài tập, cậu bé lại đưa hai tay ôm đầu với vẻ căng thẳng, chuẩn bị đón nhận sóng gió. Trước đó ở thời điểm Hoa hậu Thủy Tiên sang thăm lôi con, cũng làm dậy sóng mạng xã hội với khoảnh khắc được xem Hoa hậu Thủy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021. Cậu nhóc lấy cả hai tay che miệng để bày tỏ sự bất ngờ, bởi chỉ vài ngày trước, lôi con đã phủ phàng từ chối cái hôn má của Hoa hậu. Ngay trong lần đầu tiên gặp Quang Linh và lôi con, nam youtuber cũng đã nhận thấy sự thú vị của cậu bé này. Lúc đó lôi con còn nhỏ xíu và Quang Linh chỉ là người lạ, nhưng cậu bé vẫn chịu khó trổ tài, thích khóc, có khóc, thích cười, có cười của mình. Có lẽ sự vui vẻ, năng lượng tích cực này cũng là một trong những lý do để Quang Linh có ấn tượng đặc biệt và gắn bó với cậu bé. Hình ảnh một em bé châu Phi da đen, tóc xoăn nói tiếng Việt cực sỏi, lại còn là tiếng xứ nghệ cũng là điều thu hút với cư dân mạng. Dù ở sân bay với hàng chục người vây quanh hay trên livestream với hàng chục ngàn mắt xem, lôi con đều không hề ngại ngùng mà cực kỳ tự tin. Thậm chí khi được mọi người vây quanh ở sân bay, cậu bé còn cảm thán nhiều người ở Việt Nam quá, khiến mọi người cười ồ lên. Sự tự tin của lôi con cũng có thể hiện qua việc mạnh dạn đứng giữa trung tâm tổ chức sự kiện trước ánh mắt của rất nhiều người đi diễn văn nghệ. Dù không thuộc lời bài hát các đôi nổi sầu, nhưng lôi con vẫn vừa hát vừa nhảy. Quan trọng là thần thái thực sự. Được biết, lôi con được Quang Linh và các thành viên tiêm châu Phi hướng dẫn tiếng Việt từ bé, nên ngày càng nói rõ. Cô bé cũng thuộc lầu lầu những bài hát trẻ con Việt Nam như Bà ơi bà, Cháu lên ba, con cò bé bé, rửa mặt như mèo và sẵn sàng biểu diễn cho mọi người. Bên cạnh sự dễ thương hay đáng yêu, loài con còn được yêu quý bởi rất hiểu chuyện, dù còn nhỏ tuổi, và Quang Linh cũng được cho là một trong những nguyên nhân góp phần tạo nên điều này. Nói về cuộc sống của lời con trước đây, Quang Linh cho biết cậu bé từng sống ở vùng sâu vùng xa, cuộc sống cực kỳ khó khăn. Vì bố mẹ không có điều kiện nên trẻ con ở đây có khi cả năm không được ăn một chiếc kẹo. Sau khi Quang Linh nhận nuôi làm con nuôi và đưa về chăm sóc, anh chàng và team Châu Phi mới chỉ dạy cho cậu bé này cách ăn uống, ứng xử hợp lý, không tranh giành. Năm YouTuber cũng bày tỏ mong muốn sẽ chỉ dạy cho Lôi trở nên ngoan hơn, cho học hành và ăn uống đầy đủ, có cuộc sống thoải mái hơn. Và thực tế Lôi con đã nhiều lần được cư dân mạng khen hiểu chuyện, chẳng hạn như lúc theo Quang Linh đi thăm trang trại, cậu bé luôn chủ động làm việc lặt vặt như xách đồ, Nhặt đồ bị rơi ra ngoài Nhặt cành cây khỏi vướng chỗ để chú đang làm việc Đuổi rùi Không chỉ lẻo đẻo theo quang linh Để phụ việc làm vặt Lời con còn rất biết ý và hay giúp đỡ mọi người Khi ở châu Phi Mỗi lần ăn xong Cậu bé được tự giác lâu bàn Khi về Việt Nam Cậu bé vui vẻ ngồi thổi bóng bay Để các cô chú trang trí trong phiên live stream Những hành động này dù nhỏ Nhưng phần nào thể hiện tính cách thế lực nhí Đến từ châu Phi hành trình ai đổi nhí lôi con được quang linh vlog đưa về thăm việt nam vừa qua quang linh vlog và lôi con chính thức hạ cánh tại việt nam bắt đầu hành trình vui chơi khám phá những cảnh đẹp của mảnh đất hình chữ s cộng đồng mạng không khỏi thích thú trước đoạn clip lôi con chủ tài ca hát trên sân khấu cậu bé lôi con đã có một sân khấu đi bút với ca khúc cắt đôi nỗi sầu trong clip cậu bé xuất hiện trên sân khấu với trang phục đơn giản dễ dàng nhận ra đây chính là bộ đồ lôi con đã diện khi xuất hiện tại sân bay việt nam mặc dù hát không rõ lời nhưng tiết mục của lôi con vẫn nhận được tràng pháo tay khích lệ từ những người có mặt dành cho sự tự tin duyên dáng khi đứng trên sân khấu đoạn clip biểu diễn cắt đôi nỗi sầu của lôi con được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem nhiều người khen ngợi lôi con đáng yêu và có tố chất nghệ sĩ Trước đó Lôi Con đã được đông đảo fan hâm mộ chào đón khi đáp cánh tại sân bay Nội Bài. Tuy nhiên một số khán giả bày tỏ thắc mắc khi Hoa hậu Thủy Tiên không đến đón Quang Linh Vlog và Lôi Con. Trước đó tháng 7 năm 2022, Thủy Tiên sang Angola thực hiện dự án thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn tại nơi đây. Nàng hậu đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Quang Linh Vlog. Khoảnh khắc thân thiết tự nhiên của Thủy Tiên cùng Lôi Con nhanh chóng tạo phản ứng hóa học, khiến công chúng không khỏi thích thú. Hoa hậu Thủy Tiên từng có nhiều hình ảnh thân thiết với Vlogger Quang Linh và Lôi Con. Phía Thủy Tiên bận rộn nên Thủy Tiên đã không thể đến đón lôi con, tuy nhiên ngày 22 tháng 4, Nguyễn Thúc Thủy Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN. Trong những clip của Quang Linh, lôi con được Quang Linh chăm sóc và yêu thương như con trai. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cậu bé Châu Phi này lại nhận được nhiều tình cảm của mọi người cùng với những nickname như Idol TikTok set Boy Châu Phi. Giống như nhiều em bé khác, lôi con có vẻ ngoài đáng yêu và những biểu cảm hài hước. Mỗi lần được chú Linh cho lên sóng, cậu bé lại khiến dân tình phải cười nghiêng ngả vì vẻ mặt thú vị. Bên cạnh đó, do được tiếp xúc với Quang Linh và các thành viên team châu Phi từ nhỏ nên Lôi Con hiểu và nói được tiếng Việt rõ ràng. Cậu bé nhiều lần khiến người hâm mộ ở Việt Nam phải thả tim tới tấp vì có thể hát những bài hát của trẻ con Việt Nam như Bà ơi bà, cháu lên ba, con cò bé bé rửa mặt như mèo. Không những thế, Lôi Con còn tự tin lên bắt nhịp và hát mẫu cho các bạn nhỏ Angola khác hát theo. Những clip TikTok của Lôi Con có lượt view rất cao và thường nhận được nhiều bình luận khen ngợi yêu mến từ khán giả Việt Nam. Bên cạnh sự dễ thương hay đáng yêu, Lôi Con còn được yêu quý vì rất hiểu chuyện dù còn nhỏ tuổi. Năm nay 14 tuổi nhưng cậu bé đã có những hành động thể hiện tình cảm và sự tôn trọng với Quang Linh. Trong một lần cậu nhóc đang ngồi ăn bánh quy, Quang Linh mon men đến xin một chiếc, Lôi Con không đưa ngay mà cẩn thận chọn chiếc bánh nguyên vẹn nhất để cho chú, giữ lại những chiếc bánh bị vỡ. Lôi Con là nickname do Quang Linh đặt cho Mativado 4 tuổi, là con trai của Matiloi, một thành viên team Châu Phi cậu bé đã gắn bó với Quang Linh cũng như những anh em Việt Nam ở châu Phi được hơn 3 năm. Lôi con được Quang Linh coi như con nuôi, chăm sóc bảo ban học hành, thậm chí dạy cả tiếng Việt. Quang Linh chủ kênh vlog Quang Linh cuộc sống ở châu Phi chủ kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi, là một trong những YouTuber nhận được nhiều yêu mến của giới trẻ. Đi xuất khẩu lao động tại Angola 6 năm, anh cùng nhóm bạn dùng kiến thức của mình hỗ trợ người dân nơi đây làm nông nghiệp, phát gạo từ thiện, xây nhà tình thương, xây trường học, giúp người dân nước này cải thiện cuộc sống vốn khó khăn và có nhiều thiếu thốn. Ngày 20 tháng 4, Quang Linh Vlog cùng Lôi Con chính thức đắp cánh tại Việt Nam. Cả hai có chuyến hành trình vui chơi khám phá và tìm hiểu văn hóa Việt. Lôi Con khi mới đặt chân đến sân bay Nội Bài đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các fan hâm mộ bằng một xe hoa. Ngày 18 tháng 4, Quang Linh Vlog đã thông báo cho các fan rằng anh sẽ thực hiện lời hứa của mình với Lôi Con bằng việc cùng cậu bé trở về Việt Nam. Chuyến bay xuất phát từ Angola, sau đó có một ngày nghỉ tại Dubai trước khi tiếp tục bay thẳng về Việt Nam. Trước khi đi, Quang Linh đã bày tỏ lo lắng về tình hình mưa bão nghiêm trọng tại Dubai, lo sợ chuyến bay có thể bị trì hoãn do thời tiết khắc nghiệt. Thậm chí Quang Linh còn dự định nếu không đi được thì sẽ phải chờ thêm mấy tháng nữa, hoàn thiện giấy tờ cho Lôi Con chu đáo nhất rồi mới về Việt Nam. Trên đường đến sân bay, Quang Linh đã an ủi Lôi Con, nếu không bay được là do bên Dubai bị ngập nước, không phải chú Linh lừa nhé. Không những vậy, giấy tờ của bố con lôi con cũng gặp trục trặc, khiến họ buộc phải hủy chuyến bay đã đặt trước và tìm kiếm chuyến bay khác. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cả ba cũng lên được máy bay và hoàn thành chặng bay đầu tiên. Tuy nhiên, hành trình của họ lại không hề suôn sẻ mà gặp phải nhiều tình huống giờ khóc giờ cười. Gian nan chưa kết thúc, khi đến sân bay Angola làm thủ tục xuất cảnh, lôi con bất ngờ quên sạch tiếng bồ đào nha, tiếng mẹ đẻ của mình chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, khiến nhân viên an ninh sân bay nghi ngờ và giữ lại để xác minh danh tính. Tuy nhiên, sau thời gian giải thích, Quang Linh và bố con lôi đã được cho xuất cảnh và mua vé máy bay chuyến sau. Đến dạng sáng ngày 20 tháng 4, Quang Linh chia sẻ lên trang cá nhân rằng họ đã hoàn thành chặng bay đầu tiên một cách an toàn. Dưới phần bình luận, ngoài những lời chúc mừng và hy vọng lôi con sớm đặt chân đến Việt Nam, vẫn có nhiều bình luận trêu đùa Quang Linh về loạt rủi ro mà anh gặp phải. Còn hai chặng nữa, đừng cười vội. Một bình luận nói, thu hút hơn 1.500 lượt tương tác. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, Quang Linh và Lôi Con vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và vui vẻ.